Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Anh, mình sinh năm 2000, hiện tại mình đang sinh sống ở Hà Nội và mình đang là sinh viên năm nhất chuẩn bị lên năm 2 của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện tại thì bộ phim mà mình đang tham gia đấy là bộ phim Về Nhà Đi Con, và rất may mắn là được sự ủng hộ đón nhận của khán giả rất nhiều. Thực ra khi mà thấy fan ship với mình, với Bảo Hân thì mình cũng không hề ngại gì đâu. Mình cũng luôn luôn cảm thấy đấy là một điều mà có thể gọi là vui, bởi vì là được khán giả ủng hộ, được khán giả yêu quý. Lúc đầu nghe tin là mình sẽ tham gia cùng Bảo Hân trong chương trình 24 giờ thử yêu thì mình hơi sợ, bởi vì là trước hết là cái tên là 24 giờ thử yêu, không biết là thử kiểu gì, không biết là thử thế nào và thử bằng cách nào. Còn lại là việc tham gia cùng Bảo Hân nữa, tức là rất sợ là mình sẽ không thể thử nhiều cách được vì Hân quá mạnh mẽ. Anh còn đang sợ là vào chương trình Bảo Hân vẫn sẽ đánh Quang Anh giống như trong phim, rồi là sẽ lên cơ so với Quang Anh. Nhưng mà không sao, yên tâm đi, Quang Anh sẽ giữ được bản lĩnh của mình để có thể dẫn dắt Bảo Hân. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bảo Hân, mình là sinh viên năm thứ nhất sang năm 2 tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện tại thì mình đã vừa trải qua một bộ phim, chính là phim Về Nhà Đi Con, và đảm nhận vai Ánh Dương. Sau khi phim phát sóng vài tập thì khán giả có rất là thích Ánh Dương và Quang Anh, lại còn ủng hộ là đến với nhau nữa, đẩy thuyền. Khi mà nhận được lời mời của chương trình 24 giờ thử yêu, khi mà Hân biết được là Hân sẽ cùng đồng hành với Quang Anh thì Hân cảm thấy an toàn hơn với tất cả mọi người khác. Tại vì là đồng ý khán giả đẩy thuyền là một chuyện thôi, còn Bảo Hân và Quang Anh đều biết là cái mối quan hệ này nên dừng ở đâu và tốt với nhau đến mức nào. Đối với Bảo Hân thì chưa bao giờ Bảo Hân có một cái tình cảm gì ngoài lề hoặc là trên mức tình bạn với Quang Anh cả. Nhưng mà mọi người cùng để xem trong 24 giờ thử yêu này thì nó có thay đổi gì không nhé. Thật ra thì mình vẫn hiểu Bảo Hân lắm. Mình thì đang có một suy nghĩ là nếu như hôm nay hẹn hò thì Bảo Hân sẽ mặc gì. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn tin là mình vẫn luôn luôn hiểu là Bảo Hân sẽ không thay đổi phong cách đâu. Chắc là phong cách của Bảo Hân hôm nay vẫn là mặc áo phông, quần jean hoặc là sơ mi quần jean gì đó. Mấy tuổi rồi mà đến muộn đấy? Làm gì đấy? Biết người ta chờ bao nhiêu phút được không? Vô duyên đấy, không một lời xin lỗi. Xin lỗi thì chưa. Hôm nay đến đây làm gì nhỉ? Không biết, người ai hẹn thì người đấy... Ai hẹn á? Chả ai hẹn đây. Đùa chứ. Tết Tết rèn. Chào mừng hai bạn đến với 24 giờ thử yêu. Thế là hôm nay... Thế là hôm nay sẽ... Ê, thử yêu. Yeah. Đọc luôn. Tức là bây giờ nhá, mỗi... sẽ có mấy cột mốc, xong mình phải làm từng cột mốc một. Cột mốc một là lần đầu gặp gỡ, chấp nhận thử hẹn hò và trở thành người yêu của nhau. Bắt tay chấp nhận. Chấp nhận phải chấp nhận kiểu một cái ôm chứ. Sao lại bắt tay? Ôm đi. Ôm nhá. Ôi giời ơi. Điểm mà Bảo Hân thích của Quang Anh là Quang Anh rất là hiền. Có thể là không biết là Quang Anh hiền với người ngoài hay không, nhưng đối với Bảo Hân thì Quang Anh luôn luôn như Bảo với Ánh Dương ấy, lúc nào cũng nhường cả những cái việc mà chia sẻ. Quang Anh cũng là một người sống rất là tình cảm. Cái thứ hai, chính thức hẹn hò. Nhiệm vụ 1 này, bắt đầu từ bây giờ hai bạn sẽ phải gọi nhau là anh em. Chào anh. Chào em. Anh ăn sáng chưa nhỉ? Nếu rồi thì làm một ly. Nếu gọi sai hoặc gọi nhầm sang cậu tớ mày tao hay gọi tên thì sẽ bị phạt hôn vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà đối phương yêu cầu. Gắt nhỉ, gắt nhỉ. Gay đấy chứ. Thôi, tốt mà. Tớ cũng muốn hôn
Quên. Ta xong đâu? Phải chốt đã. Khi nào mà xong một trang rồi? Chốt đi. Ừ. Chốt như nào? Nào bây giờ chốt. Nào bây giờ chốt. Bắt đầu lên phút này. Chốt. Thật ra là ở ngoài cũng trêu nhau rồi. Trêu nhau là Hân là anh, còn Quang Anh là em. Nhưng mà ngoài đời thì lại kiểu Hân là em, còn Quang Anh là anh như bình thường thì ấy cũng khá là bình thường. Tức là cũng không ngại lắm. Nhưng với Quang Anh thì được gọi anh em, hoặc là được kiểu thử yêu và được kiểu bắt đầu mà một mối quan hệ kiểu rất là rõ ràng với Hân thì đấy là một điều rất là vui. Có bị nắng không? Nắng quá. Nắng à? Ừ. Thế nắng chưa? Rồi đổi chỗ. Nắng vì tôi là ánh dương. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Thứ nhất nhá, chúng mình sẽ nói chuyện về cái gì? Mối tình cuối cùng đi. Tình cuối cùng á? Ừ. À, bao nhiêu tuổi ạ? Không, kể về mối tình cuối cùng ấy. Mối tình cuối cùng là mối tình... À, tại sao chia tay? À, tại bắt đầu yêu như nào này? Trải qua những gì và tại sao lại chia tay? Nhưng mà anh chưa có mối tình nào cả. Anh à, không, anh mới có một mối tình. Còn em? Em thì... chả có gì đặc biệt cả, chia tay chỉ vì hết yêu thôi. Chia tay vì hết yêu à? Ừ. Thì có cần lý do không? Có, thôi nhiều nhiều mối tình nó phức tạp đến cái mức mà kiểu người ta có thể kiểu cãi nhau này, ghét nhau xong chia tay, hoặc là kiểu đay nghiến nhau này nọ. Nói chung là đay nghiến nhau này em không thế. Đúng. Ờ, đúng không? Anh cũng thế. Anh không gọi là cũng không đay nghiến, chia tay trong hòa bình. Qua rồi mà đúng không? Ừ, mình cần phải gạt bỏ những cái cũ để đến với những cái mới. Em thích gì? Thích gì là sao? Thế là thích những thứ gì? Em thích ăn thịt gà. Ừ, em thích coca. Coca. Em thích coca. Wow. Thích con chó, ghét mèo. Go go. Thả thính kinh ấy nhỉ? Thích đi xe ô tô, du thuyền. Thích đi du thuyền. Đi du thuyền à? Kìa. Kìa, ớ, thì nó hình như được đi sao ấy. Ai cho đi mà đi? Anh cho đi. Wow. Còn anh nhá, anh thích những thứ mình thích. Đấy là những thứ gì mà anh ghét thì anh sẽ không thích. Như là gì nhỉ? Thứ nhất là anh thích anh này. Thứ hai là anh thích em. Thứ hai là anh thích em. Thế thôi. Yêu vào rồi mới thấy nó ngớ ngẩn tột độ. Thế còn em ghét gì? Em ghét anh. Ghét anh? Em ghét... ghét hạt tiêu. Ghét nấm. Nấm hương. Ghét tắc đường. Ghét nhiều lắm. Nói chung là quá nhiều thứ để ghét. Cái đường vào tim anh nó không tắc đâu. Ừ. Nhưng mà em vẫn ghét. Vẫn ghét à? Bởi vì em ghét anh à? Ừ, đúng rồi. Dạ rồi. Được rồi, sao? Thực sự là khi mà Quang Anh lần đầu gặp gỡ mà Quang Anh đã kiểu thả thính quá nhiều thì đấy không phải là gu của mình, tại vì là mình không thích những người như thế. Mình thích những người nói ít làm nhiều, mà Quang Anh thì nói quá nhiều và không thấy làm gì. Thế còn hình mẫu lý tưởng của em là gì? Hình mẫu lý tưởng của em á? Thật ra thì không có hình mẫu lý tưởng. Ừ. Anh đang trả lời thế. Tại vì là đặt ra hình mẫu lý tưởng ấy, khi mà mình có cảm xúc với một người thì cái hình mẫu này nó còn không còn quan trọng nữa. Nên là mình đặt ra chỉ cha để làm gì đúng không? Nên người nào mình yêu thì mình vẫn sẽ yêu. Đặt ra hình mẫu lý tưởng sẽ khiến bản thân mình kiểu cứ phải với đến một chỗ nào đấy. Còn với anh thì anh cũng thế. Anh tức là nhá, lúc mà một tháng trước anh kiểu có trả lời phỏng vấn các kiểu là thích những người dịu dàng bánh bèo, nhưng mà cá tính. Nhưng mà bây giờ anh cũng nghĩ là thôi kệ, tức là mình có cảm xúc với ai thì mình thích người đấy. Nếu cảm xúc với thì ai là thích thì... người cá tính hay là thích người bánh bèo? Cá tính như em được vì là không được à? Sao không? Bởi vì là anh đang hẹn thích em. Hay là thích hay là thích. Không được. Nhưng mà ví dụ như kiểu là bánh bèo một tí trong người vẫn có mà em không. Vẫn có mà. Em không có. Không có. Yêu thì yêu nhiều thôi. Cứng nhỉ? Ừ. Anh còn nói thế nào thì em cũng sẽ là em thôi. Ừ. Em sẽ không cố gắng để
anh yêu em cả. Vì nếu anh yêu em thì anh yêu cả con người của em. Ừ, đúng rồi. Anh yêu tất cả mọi thứ của em thuộc về em, đúng chưa? Thế. Ok. Chốt. Chốt. Với Bảo Hân thì Quang Anh thực sự là để mà nói hiểu Bảo Hân thì cũng khá nhiều và không hiểu Bảo Hân thì cũng khá nhiều. Khi mà gặp Bảo Hân lần đầu tiên, Bảo Hân không hề nói chuyện với mình. Bảo Hân lạnh lùng cực kỳ luôn và Bảo Hân còn không quan tâm mình là ai luôn, không thèm nhìn mặt mình một lần. Nhưng mà phải nói đúng chính xác là một khi mà Hân đã tin tưởng ai thì Hân chơi với người ta rất thật lòng và rất chân thành. Lúc đấy là nhiệm vụ 1, bây giờ là nhiệm vụ 2. Hai bạn cùng nhau đi thuyền, ấy chưa? Wow. Đã bảo rồi, ngắm sông Sài Gòn và thành phố. Đồng thời mỗi bạn có một nhiệm vụ bí mật theo yêu cầu khán giả gửi tới chương trình. Nếu mà không thực hiện được thì sẽ bị phạt một lệnh phạt bất kỳ với đối phương. Mình yêu nhau mà, bọn mình sẽ không làm hại nhau đâu, đúng không? Ừ. Thì mình sẽ cố gắng làm được theo yêu cầu khán giả thôi. Khi mà nhận được cái nhiệm vụ là lên thuyền ngắm sông Sài Gòn và ngắm thành phố, xong rồi lại còn yêu cầu của khán giả, thì Quang hơi bất ngờ bởi vì không biết khán giả sẽ yêu cầu gì. Thì Quang đã được chương trình cho một cái thư và có yêu cầu khán giả, thì bây giờ sẽ mở ra. Thật sự chưa biết gì luôn, hồi hộp cực. Hãy thuyết phục Bảo Hân cùng khiêu vũ với mình trên tàu bằng một vài động tác đơn giản, tạo dáng như hai diễn viên trong phim Titanic. Hai là hôn bất ngờ vào má Bảo Hân. Ui dồi ôi, bị vả vào mồm đấy. Ba là ôm nhau cùng chụp một tấm hình lãng mạn. Bốn là thuyết phục Bảo Hân làm mặt xấu đáng yêu. Năm là hãy la to anh yêu em để bày tỏ tình cảm với Bảo Hân. Quay nghĩ là mình sẽ làm được 4/5. Bởi vì cái hôn bất ngờ thì sợ Bảo Hân tẩn. Nhưng mà thực ra là hôn xong là xong đúng không? Thì là Quang sẽ hôn, nhưng mà còn bị tẩn hay không thì các bạn chờ nhé. Yêu cầu khán giả dành cho Bảo Hân: 1. Tựa đầu vào vai của Quang Anh để cùng ngắm cảnh. 2. Ôm từ phía sau của Quang Anh. 3. Nhéo mũi và nựng má của Quang Anh trông thật đáng yêu. 4. Hôn vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của Quang Anh. 5. Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất về Quang Anh. Thực ra nếu mà bình thường không sao, nhưng mà nếu mà Bảo Hân mà làm những cái hành động này với Quang Anh thì mình thấy cũng hơi kỳ lạ một chút, nhưng mà không sao, tại vì là cũng mình cũng yêu quý Quang Anh mà, nên là những cái hành động này cũng đơn giản thôi. Đồ biết đang đi đâu? Tuyền. Đồ chứ. Để trước khi lên Tuyền thì anh biết là em chưa ăn gì. Anh đang bảo mọi người cho em đến quán gà rán của Kuka. Thật á? Vui không? Nếu mà thật thì sao, mà không thật thì sao? Nếu thật thì yêu, mà không thật thì... Nếu thật thì yêu á? Nhớ ra. Yêu nhiều hơn. Yêu nhiều hơn. Bây giờ nhé, tới nơi rồi. Ngồi yên đây. Anh sẽ vào anh mua. Có gà rán ở đây à? Có. Điều. Đây này. Thấy chưa? Trưng bản đồ. Em gọi gà HS. Em ăn đi ạ. Em ăn đi. Không ngờ là Quang lại tâm lý thế. Quang biết là mình đói và mình rất thích ăn gà rán. Yeah. Thế ăn luôn nữa không? Đói quá. Ăn luôn. À này, anh bảo nhá. Không, anh mua một suất rồi anh ăn cùng được không? Đây. Trộn lắc đi. Ngon quá. Buổi sáng anh ăn được ăn gà rán. Mời. Cảm ơn. Đi vào trong kia mua của anh nhận ra. Có. Nhưng mà mọi người không quan tâm đâu. Phải có anh Dương vào đấy mọi người mới quan tâm đâu. Bây giờ anh bây có giờ... Bảo phải có Dương chứ. Ừ, bây giờ Bảo Hân là của thiên hạ rồi, làm gì được của Bảo nữa. Ghen à? Ghen. Lại chả ghen. Nào ơi. Không được lau.
Liêm. Nên nói đi ơi buồn cười, nhưng mà Quang Anh không có điểm nào nằm trong hình mẫu lý tưởng của em cả. Vì hình mẫu lý tưởng của em là người mang lại được cho em cảm xúc, còn Quang Anh không mang lại cho em cảm xúc, thế thôi. Thực ra là Quang Anh cũng sẽ tin là sau khi mà được thử 24 giờ thử yêu với Bảo Hân thì Quang Anh sẽ xác định, chắc chắn là sẽ xác định được tình cảm của mình dành cho Bảo Hân. Đấy là tình cảm kiểu gì, tình cảm như thế nào và nó là một mối quan hệ như thế nào, thì mọi người hãy cùng chờ xem nhé. Ui. Này, nếu mà sập thì sao? Cùng sập với nhau mà. Wow. Wow. Ui dồi ôi, giật cả mình. Lãng mạn đấy. Yo, wow. Yo. Yo. Chào ba. À, chú. Chào ba. Wow. 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 Ê, đi vào đây. Xịn sò quá đi. Wow. Từ đẹp quá. Từ giờ chúng mình nó giống. Cảm mừng con. Anh yêu nhé. Sướng quá à. Mệt quá. Anh Bảo nè, Nobita ơi. Dạ, say cô. Dạ, say cô. Dạ, dạ. Xạo quá à. Không phải xạo mà. Xạo. Xạo. Không biết nói không bày đặt. Ê màu cái gì đấy? Ăn gì vậy? Eo ơi. Toàn dầu thôi. Kinh quá. Kinh quá. Kinh quá hả? Lau tay nào. Ê chụp ảnh đi. Ừ. Chụp ảnh. Chụp mấy anh đi. Ok nha. Bảo Hân không hề biết và Quang sẽ phải nói Bảo Hân làm theo kiểu là rất là tự nhiên, ví dụ là làm thử mà xấu đi, thì đấy là nếu mà Bảo Hân làm là Quang đã thành công một nhiệm vụ nhá. Đây nắng nữa. Thì là hơi nắng đấy. Đỡ chưa? Nắng nắng này đâu, nắng nắng này mà. Nắng này á? Đấy. Tới lưu quốc tài ơi. Chay vô. Đây là gì? Có cái này cho cậu. Mày gọi là cậu á. Bắt đầu từ bây giờ hai bạn sẽ phải gọi nhau là anh em. Nếu gọi sai hoặc gọi nhầm sang cậu tớ mày tao hay gọi tên thì sẽ bị phạt hôn vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà đối phương yêu cầu. Không hôn rồi đấy đâu. Được quyền chọn mà. Ừ, thế bây giờ là chọn ở đâu mà? Bây giờ là anh em chọn trước. Thôi anh chọn nhá. Ai cho lau đi? Lau đâu? Mát chưa? Mời em.
sướng không? Nhiều ga quá. Bây giờ nhá, anh sẽ nói nha. Anh sẽ nói là anh yêu em. Em nào đấy? Em một cạnh. Em một cạnh. Thả thính nhiều quá không thích đâu. Tại sao? Ra ngoài đường cũng thả thính mọi người thế. Không. Cô gái một chàng trai cách nhau một khoảng 10 bước chân. Nếu mà chàng trai tiến 3 bước để được hôn cô gái thì cô gái lùi 1 bước. Cứ tiến 3 bước thì cô gái lại lùi 1 bước. Hỏi chàng trai sẽ phải bước bao nhiêu bước thì mới được tiến gần lại cô gái, thì mới hôn được cô gái. Không bao giờ. Ai bảo? 3 bước, 1 bước. Ê, làm thử không? 5, ừ, làm thử đi. 2. Rồi em biết ra đi nào, đúng rồi ạ. Bây giờ tiến 3 bước đi. Em xem vừa đi 3 bước nhá. 1 2 3. Lại lùi. Lùi thế phải thế. Thế là lùi về đây à? Ừ. Thế thì anh sẽ hôn em luôn được ở đây mà. Em phải tiến lên. Đấy. Chưa? Đúng không? 1 2 3 1 lần rồi, 2 lần rồi đúng không? 2 3 1 2 3. Đến đây là được rồi đấy. Thế đi. 1 2. Thế bây giờ hôn. Có mơ, có mơ. Quay nghĩ là mình sẽ làm được 4 trên 5. Bởi vì cái hôn bất ngờ thì sợ bỏ hân tẩn. Nhưng mà thực ra là hôn xong là xong đúng không? Không, nhưng mà anh như thằng biến thái. Anh là gì? Nhưng mà đấy, ra số bước rồi đây. Là mấy? Em nhân lên. Mấy lần nhỉ? 4 lần, 4 lần. Thế là 12 bước. Nhưng mà cộng thêm với cả 2 bước cuối cùng là 14 bước. Nhưng mà tính ở đây không chuẩn đâu, anh đã bảo rồi. Em bước linh tinh. Em không cho anh hôn. Không hôn nào. Ờ, thế thôi. Mất vệ sinh lắm, đây là trên tàu. Mình phải lịch sự. Mất vệ sinh. Nào ơi. Không được lau. Ê, đứng dậy đi. Ăn gì? Đứng dậy đi. Ăn gì? Khiêu vũ. Hâm mở nắng này. Kệ. Thử ơi, thử khiêu xem vũ nào. Khiêu vũ chắc chắn là đằng sau cái lời đề nghị khiêu vũ là một nhiệm vụ. Không điên ở anh thích khiêu vũ lên đầy rồi. Thích là được à? Phải quan tâm đối phương có thích hay không nữa chứ. Ừ, đối phương không thích thì bây giờ vẫn phải thích. Không, không thích. Nhận lời yêu rồi. Không đấy, ờ. Không, nhưng anh muốn thử xem là trên này có khiêu vũ được không thôi. Thế đi khiêu vũ một mình đi. Hay khiêu vũ gái. Thôi khiêu vũ đi. Không là không mà. Thật, khiêu không. Vũ. Bây giờ nhá, khiêu vũ xong anh sẽ cho em một cốc coca. Cốc coca á? Ừ, nào, ai giờ, rồi giờ, nào, nhiệm vụ à? Không. Hóa ra đó anh là người giả dối, anh không yêu tôi, anh làm nhiệm vụ à? Anh có làm nhiệm vụ gì không? Đây, em đang một cái gì nào? Em có 24 giờ chứng yêu. Không phải, đây là thẻ Vietcombank. Nói với Bảo Hân một câu hét thật to lên rằng anh yêu em. Giận quá. Lấy coca đi tớ khiêu vũ. Đến rồi. Yes. Không khiêu vũ. Không. Không khiêu vũ đâu, đừng. Đi. Không. Đi. Không. Mệt lắm. Nhảy thử thôi, để anh nhảy xem anh có biết nhảy không. Em có nhìn thấy nhiệm vụ nào đâu. Nói với Bảo Hân một câu thật to là anh yêu em. Thế đến cái khiêu vũ này có phải đâu. Đúng không? Có thể lắm. Có thể đâu mà có thể. Nghi. Chả nghi.
tổng kết nếu ai thực hiện được ít hơn yêu cầu thì sẽ bị phạt một hình phạt bất kỳ của người còn lại. Nếu mà Quang Anh thua thì mình sẽ có hình phạt cho Quang Anh là uống 5 chai nước. Tại vì là mình nghĩ trong đấy khá là thân. Bác ơi, con cảm ơn bác. Bác ạ. Con cảm ơn bác nhiều. Dạ. Đẹp quá. Bầu trời vẫn mát xanh, gió vẫn trong lành. Để một ngày đẹp trời anh cũng muốn ra đường lên xe, lên xe và ra đường cùng em. Có chứ. Hỏi, chỉ là đấy là chỉ là bài hát thôi. Không. Bây giờ chúng mình sẽ vào một chỗ khá là lãng mạn, mát mẻ để nói chuyện cùng nhau. Nói chuyện gì ngồi đây cũng được mà. Ừ, đây là chỗ này. Thực ra là ban nãy đấy biết ngay mà, chứng tỏ là em cũng được chương trình đưa này nên là em mới lôi của anh ra. Tựa đầu vai của anh cùng ngắm cảnh. Bây giờ check lại nhá, xem ai làm. Check đi, làm hết rồi mà. Ôm từ phía sau của anh chưa ôm. Xem lại ảnh đi. Thế thì ôm nhau cùng một chùm một tấm hình lắm mà là anh làm rồi này. Đọc hết đi đã, làm hết rồi. Nhà mũi vẫn đựng máu, không ai chưa giờ đáng yêu. Rồi, tiếp đi. Hôn bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của anh. Hôn vào tóc, hôn vào đầu rồi. Lúc mà ngửi sáp ý. Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đi uống bia ở vườn đào. Tôi đã thắng, chắc chắn là anh chưa làm hết. Thứ nhất là hãy thuyết phục bảo Hân khiêu vũ. Không thuyết phục được, bị phát hiện cái tờ này rồi nên là người ta không khiêu vũ. Thực ra là em cũng định khiêu vũ với anh đấy nhưng mà em phát hiện ra cái này là em từ chối luôn. Cô cu ca á? Nào, ai giờ? Rồi bây giờ? Bây giờ rồi. Cho anh thua đứt luôn. Hôn bất ngờ vào máu của bảo Hân. Cũng không thể. Anh luôn. Suýt. Thôi chỉ suýt thôi. Ừ, suýt mà. Ừ. Thế là coi như là hôn chưa? Coi như là hôn rồi đi. Coi như là hôn rồi. Ừ. Dạ, đấy là em chẳng may em tự cựa má thôi, đấy do anh đen. Nhưng mà lúc nào ấy? Anh suýt luôn đi. Dịch má ra. Là do anh đen nhá. Ừ, là do đen. Ừ, rồi. Thiếu kinh nghiệm. Ôm nhau cùng chụp một tấm hình lãng mạn. Rồi, thuyết phục của Hân là mặt xấu. Làm rồi. Vẫn thiếu mà, nói chung là em làm hết rồi. Anh chỉ cần thiếu một cái là anh thua đúng chưa? Không cần phải liệt kê nữa. Uống 5 chai nước lọc. Ôi. Uống 5 chai nước lọc đi, nó rửa ruột mà. Uống đi hiểu nào. Ok, em cần gì phải rửa ruột đâu. Anh thua thì anh phải rửa ruột chứ. Thôi uống từ từ, không uống một lúc đâu. 5 chai nước lọc. Uống một lúc luôn á. 3 chai. Rồi, anh sẽ chấp nhận vậy, nhưng mà ê, lát nữa em có trợ giúp anh không? Nên là không rồi. À không, nếu khác thì uống một cốc. Nhiệm vụ 3. Hai bạn sẽ cùng di chuyển đến địa điểm shop hoa số 16 Cách Mạng Tháng 8 quận 3 để cùng nhau cắm một giỏ hoa. Lưu ý trong suốt quá trình phải làm phải luôn nắm chặt tay nhau, tình cảm thể hiện những hành động lãng mạn quan tâm nhau. Kiểu vừa cắm hoa vừa... Vừa nghịch ấy. Không. Trong suốt quá trình làm phải luôn nắm tay nhau. Như là kiểu không rời ra. Coi như là kiểu bị trói chặt một tay ấy. Sao đâu, bình thường mà, đơn giản mà. Em cắm tay phải, anh cắm tay trái hoặc ngược lại. Yêu thì có gì khó đâu.